AFK Mobi. Vào ngay đi chơi gì? AFK Mobi. Bao game chất lượng chơi ngay không phải nghỉ. AFK Mobi. Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của AFK Mobi. Và hôm nay thì Sói Bạc sẽ giới thiệu anh em một con game của nước ngoài có tên gọi là Ready Heroes Nirvana Hunt. Một con game nhập vai đấu thể tướng rảnh tay, màn hình dọc. Ok, bên mình sẽ cùng nhau trải nghiệm nhé. Vì là game nước ngoài, bạn thấy là game sẽ có tiếng Anh thôi. Rồi, chúng ta sẽ có các tính năng gì đây? Con game này thì nó sẽ có đồ họa theo kiểu đồ họa 3D, phong cách hoạt hình. Chúng ta sẽ có những cái nhân vật và các bạn sẽ đưa ra trận. Đấy, tối đa các bạn sẽ xây dựng trận hình là 6 tướng, 6 nhân vật. Và chúng ta sẽ vào chiến đấu. Anh em thể thấy là đồ họa game này khá là đẹp và sắc nét, đúng không? Đồ họa kiểu 2.5D hoặc là 3D khóa góc nhìn thì tùy anh em. Đấy, game thì vẫn theo kiểu là dạng game nhàn rỗi. Chúng ta sẽ đi chiêu mộ nhân vật này, rồi nâng cấp nhân vật các kiểu. Đây, chúng ta sẽ có phần heroes, phần tướng. Thì các bạn sẽ nâng cấp lên, chúng ta sẽ có tăng cấp, mặc trang bị, các kiểu, tăng sao, tiến bậc. Khá là cơ bản thôi. Rồi, đã bắt đầu nha. Tên game là Ready Hero Nirvana Hunt. Con game này thì hiện tại nó mới chỉ có trên Android thôi. Bạn nào mà không có máy Android thì dùng giả lập cho mình. Rồi, chúng ta được tặng thêm nhân vật mới này. Một nhân vật nữ. Chúng ta sẽ kéo thả, sắp xếp vị trí đứng sao cho nó hợp lý nhất. Tất nhiên là game này thì nó vẫn chia theo hệ nhá. Tí nữa mình sẽ tìm hiểu cái hệ nhân vật. Tức là nó sẽ chia phe hoặc là theo hệ, để các bạn có thể sắp xếp kết hợp đội hình. Đấy, khá là cơ bản thôi. Nói chung là lối chơi thì cũng không có gì quá đặc biệt. Đây, chúng ta có tính năng trèo máy nhận quà này. Ngay cả khi bạn offline thì cũng thể nhận thưởng. Rồi lại đi tiếp tục nâng cấp heroes, lập mặc trang bị. Và các bạn thể cường hóa trang bị. Đấy, game hướng dẫn. Thật ra bạn nào mà chơi game thể tướng nhiều rồi ấy, các bạn không cần tiếng Việt, anh em có thể chơi được con game này. Nó quá đơn giản đi. Mọi thứ coi như là gần như là tự động hoàn toàn rồi. À đây, chúng ta sẽ đặt tên nhé, Sói Bạc. Rồi, bắt đầu thôi. Sau này chúng ta sẽ có thêm tính năng chiêu mộ các kiểu nữa. Chúng ta sẽ qua ải 3 thì chúng ta sẽ mở thành phố chính. Thì ở đó thì chúng ta sẽ có tính năng chiêu mộ tướng. Tăng tốc X. Hiện tại là mình đang có nút tăng tốc X2. Còn muốn tăng tốc X4 thì mình sẽ phải vượt qua ải số 600 hoặc là VIP 4. Đấy, game còn cơ chế tự động, hoàn toàn là tự động nhé. Đây, chúng ta có tính năng chiêu mộ này. Đây là thành phố chính, đây chúng ta sẽ có rất nhiều tính năng. Đấu trường, rồi leo tháp các kiểu. Và quan trọng là chúng ta sẽ có tính năng chiêu mộ tướng. Các bạn sẽ được tặng free một đợt chiêu mộ. Tí nữa mình sẽ tìm hiểu về phần tỷ lệ chiêu mộ cho anh em xem sao. Robin. Cái con game này thì nó, cái nội dung của game ấy mang phong cách Cyberpunk, một thế giới giả tưởng tương lai. Đấy, cho thêm nhân vật mới ra trận này. Team up. Ở đây các bạn lưu ý nhá, chúng ta sẽ có 6 phe. Đấy, 6 phe. Và nó có sự 4 phe tương khắc lẫn nhau. Đó là mình không rõ tên gọi cụ thể là gì, nhưng có 4 phe màu như này. Đấy, 4 phe. Xanh dương khắc vàng, vàng khắc đỏ, đỏ khắc xanh lá lại khắc xanh dương. Ngoài ra chúng ta sẽ có 2 phe chuyên biệt là tím và xanh lá cây. À, nó có vẻ xanh lá cây, gọi là xanh gì nhỉ, mình không rõ. Nói chung là có 6 phe và tương khắc lẫn nhau. Và các bạn dựa vào cái bảng này. Ngoài ra khi mà các bạn đưa những cái tướng mà cùng phe ra trận thì nó sẽ cộng thêm chỉ số. Nên này quen thuộc quá rồi, game thẻ tướng nào cũng như vậy thôi. Không có gì đáng nói. Và bạn sẽ tiếp tục chiến đấu. Cơ chế chiến đấu là hoàn toàn tự động. Anh em sẽ không cần phải làm cái deck gì cả. Đấy, công việc của anh em sau này đó là chiêu mộ tướng, nâng cấp tướng và tham gia các quá trình là PvE, PvP. Hãy đừng quên là hãy nâng cấp tướng của anh em lên. Chúng ta sẽ có chiếc để chế phe này. Đấy, ghép thẻ. Mình muốn xem danh sách tướng thì không biết ở đâu. Đây, chúng ta sẽ có phần chiêu mộ đây. Chúng ta có tỷ lệ là 3 sao là 58,3%, 4 sao là 37,2% và 5 sao là 4,52%. Nói chung là tỷ lệ cũng khá là cơ bản của dòng game thẻ tướng thôi. Đấy, thường là anh em sẽ quay 10 lần. Chúng ta sẽ có các loại chiêu mộ là chiêu mộ tình bạn này, chiêu mộ theo phe này và chiêu mộ đặc biệt. Đấy, thì các bạn sẽ bỏ kim cương, bỏ ruby ra quay. Đơn giản là vậy thôi. Chúng ta sẽ có phần language. Language thì sẽ không có tiếng Việt nha. Anh em sẽ để tiếng Anh, mặc định tiếng Anh là chơi thôi. Đấy, cấu hình thì game thì nó cũng không quá là nặng. Thậm chí có tính năng thu thập nhanh này, check in này, ký danh hàng ngày nhận quà này. Đấy, các tính năng khá là cơ bản. Và chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Hãy đừng quên là nâng cấp
tướng của bạn lên nhá. Đấy, không nâng cấp này. Hậu quả của việc không nâng cấp là tướng các bạn sẽ mất rất là nhiều máu, thậm chí là thua. Thì càng lên cao, cái thử thách của game nó càng tăng, thì lúc đấy anh em sẽ phải nâng cấp lên rất là nhiều luôn. Thì mình sẽ nghịch thêm một tí nhá. Về cơ bản thì cái con game con game Ready Hero này nó cũng không có gì quá đặc biệt cả. Đấy, các bạn nâng lên ở 10 thì các bạn sẽ cần nguyên liệu để tiến bậc, để có thể mở khóa kỹ năng mới. Sau này có tăng sao này, một vài tính năng khác nữa. Có thể level 6 hoặc 6 sao hoặc là Hero level 101 thì mới mở khóa thêm. Đấy, bạn có thể chạm giữ để nâng cấp nhanh. Hiện tại thì mình mới chỉ có 3 Hero thôi. Ban đầu thì cứ chơi theo cái Hero game nó cho, bởi vì về cơ bản thì ban đầu thì game nó cũng khá là đơn giản đấy, khá là dễ. Sau cũng không cần phải nâng cấp nhiều, ưu tiên là những cái tướng 5 sao và nâng cấp lên, rồi còn phải kết hợp những cái tướng cùng phe ấy thì mới khỏe được. Rồi chúng ta sẽ mở ra cái phần, một cái phần mới là nhiệm vụ hàng ngày. Các bạn hoàn thành nhiệm vụ nhận ngày sẽ nhận được thưởng rất là nhiều phần quà. Đấy, cơ bản nhờ, cái con Harry Hero này là một con game đấu thể tướng rảnh tay thôi. Được cái là cái đề tài game nó khai thác đó là đề tài kiểu mang phong cách Cyberpunk, một cái phong cách giả tưởng tương lai. Đấy, các nhân vật thì mình đồ họa nhá, đồ họa thì 3D, mình thấy là cũng khá là đẹp. Đấy, chúng ta có 7 ngày nhiệm vụ nhận quà này, hoàn thành các bạn sẽ nhận được tướng 6 sao miễn phí. Đấy, khá là cơ bản nhờ. Đó, mình nghịch thêm một xíu nữa, chứ còn các bạn thể thấy là về cơ bản thì con game này nó không chơi không có gì cả. Dạng bạn nào chơi game thể tướng nhiều rồi ấy thì sẽ dễ dàng làm quen thôi. Chưa đủ nguyên liệu là mình sẽ mặc nhanh trang bị này. Đó, chúng ta sẽ có phần trang bị và các bạn mặc nhanh, rồi cường hóa nhanh trang bị các kiểu. Đây các tính năng này, đây là phần đây, nhiệm vụ hoàn thành hàng ngày này, nhiệm vụ hoàn thành nhận thưởng. Sau này có đấu trường này, faction challenge này, rất là nhiều hoạt động. Bang hội thì level 5, qua ải 51 thì nó mới mở tính năng bang hội nhé mọi người nhé. Đấy, game nó đánh dần dần lên như này. Muốn nhanh hơn thì các bạn phải mở X4 thì là các bạn nạp lên VIP 4. Nhưng mà mình nghĩ đây là game nước ngoài thì các bạn chơi cho biết thôi. Mình cũng không khuyên là anh em nạp dạng game này, nạp thừa tiền thì tôi không nói, nhưng mà bình thường thì mình nghĩ là các bạn chơi cho biết thôi. Dạng game này thì nó không có gì đặc biệt, trừ khi là anh em chơi bom tấn của nước ngoài các thứ thì anh em nạp game nước ngoài thì tôi không nói làm gì. Dạng game này thì mình thấy là cũng không có gì đặc biệt đấy. Rồi chúng ta có phần bản đồ này. À, một chế độ chơi mới. Cái gì đây? À, kéo thả mấy cái tòa tháp trụ này để tấn công đối thủ. Rồi, nó hướng dẫn gì đó không rõ lắm, chúng ta sẽ chiến đấu đi. Đây, một kiểu chơi mới chăng? Chúng ta sẽ kéo thả để thả lính tấn công. Cái kiểu này gọi là lối chơi gì nhỉ? Tôi quên mất rồi, nhưng mà cũng là một cái kiểu chơi mới này. Chúng ta sẽ tấn công đối thủ. Ô, nó chiếm lại rồi anh em ơi. Đấy, mình sẽ cử lính sang chiếm lại nha, và chúng ta sẽ kéo thả để chiếm mỏ đối thủ. Đấy, bằng cách cộng trừ nhân chia cho nhau đấy. Đấy, cộng trừ thôi, không phải nhân chia. Cái kéo thả này đúng không? Xong rồi tấn công này. Đấy, lên anh em. Ồ, thắng rồi. Nó được 3 sao này. Và nhận thưởng. Ồ, cái chế độ này gọi là chế độ đây, cách hướng dẫn nhá. Các bạn kéo cái thả để điều khiển lính của mình tấn công cái nhà đối thủ. Đấy, sau này sẽ chia ra. Rồi nhà có thể nâng cấp lên level 1, level 2 và cao nhất là level 5. Và tự động tấn công. Đấy, nói chung là cái phần này gọi là chế độ chơi Land of Origin. Sau này có cả nó là thêm một kiểu chơi mới đúng không? Sau này có cả sạch đánh boss này. Đấy, nói chung là game này thì nó vẫn đầy đủ các cái tính năng hoạt động để mọi người trải nghiệm. Đấy, cũng khá là vui. Đây, mình sẽ đánh boss nha. Ủa, một con boss rồng máy. Khá là ngầu anh em ạ.
Những cái ải ban đầu này bao giờ nó cũng khá là dễ thôi, sau này mới khó anh em ơi. Rồi mình có thêm một nhân vật mới và gia nhập đội hình. Và hãy đừng quên là nâng cấp lên. Chúng ta sẽ phải tiến bậc để mở khóa thêm kỹ năng mới. Đó, chúng ta tiến bậc sẽ mở khóa kỹ năng mới. Tổng cộng là sẽ có 4 kỹ năng của một tướng. 5 kỹ năng nhé, mình thấy là 5 kỹ năng. Này, đó, 5 kỹ năng. Test thử tướng mới nha. Team up. Một tướng như kiểu xạ thủ á. Đấy, game này vậy thôi. Thì như vậy là Sói Bạc cũng giới thiệu nhanh thôi cho anh em về một con game đấu thể tướng rảnh tay có tên gọi là Ready Hero Nirvana Hunt. Thì bạn nào mà quan tâm có thể tải game này chơi thử nhá. Lưu ý là con game này mới chỉ có trên Android thôi, nên nếu bạn nào mà không có máy Android thì dùng giả lập cho mình. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của Sói Bạc. Thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe cho kênh AppCobi cả anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Chỉ đặc quyền ở FK Mobi, kho mini game tuyệt vời hoang mỹ, nơi mọi người vui cười không sầu bi. Quá tới thế cao, cho nhiều quá đi, vậy còn chơi chi?